Sáng nay, Công an tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác và phát động phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an. Năm 2021, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng phức tạp, dịch COVID-19 bùng phát ở nhiều nơi, gây hậu quả nặng nề và ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội. Trước mắt, trên địa bàn tỉnh diễn ra nhiều sự kiện trọng đại. Công an tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, 72 trên 92 chỉ tiêu đã hoàn thành vượt mức. Được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc, 3 đơn vị cơ sở được tặng cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang ghi nhận và đánh giá cao phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc của Công an tỉnh Hưng Yên trong năm 2021, trong đó nổi bật là tinh thần chủ động đổi mới và sáng tạo, lấy công khai dân chủ bình đẳng là mục tiêu để thúc đẩy phong trào thi đua. Từ đó đã khơi gợi phát huy được năng lực sở trường của mỗi cán bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ, tạo khí thế thi đua sôi nổi ở ngay tại đơn vị cơ sở. Về tình hình nhiệm vụ công tác công an năm 2022, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục quán triệt nghiêm túc, sâu sắc nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, chỉ thị của Bộ Công an, của Ban Thường vụ tỉnh ủy về nhiệm vụ công tác an ninh trật tự và phải cụ thể hóa vào nghị quyết của Đảng ủy Công an tỉnh và kế hoạch công tác của Công an tỉnh năm 2022.